Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Cá sinh sản ở Việt Nam đang dưỡng cho lớn lên thì nó rất là đẹp ha các bạn. Mình chia ra làm hai bên, một bên kia là nuôi cá của Việt Nam, còn bên đây là cá của Indo mình nhập về. Cá rồng này mạnh nhất là Indo ha, huyết long thì là Indo. Của sinh thì nó ít chạy hơn, nhưng mà cái cá của sinh cái chất lượng của nó cao hơn. Nghe bây giờ ồn không? Tiếng nhà dễ thích theo. Long còn có nhà yến nữa các bạn ha. Nguyên để cái để bá luôn rồi đó nha. Hàng lâu đời dữ lắm rồi, càng ngày càng to. Nhà nhiều không? 59. Cái sớm quá đó. Nó trắng trắng rồi, mùa hồi nó là có thể nó sẽ trắng hết cái trứng xong nó hư luôn. Dạ. Nếu mà mình lấy sớm quá mà nó chưa có nở con đó, nó trắng như vậy này. Đây nè, bơi tùm lum đây nè. Ác thiệt, bơi đầy ở ngoài đây này. Đây này. Còn vọt không? Phải nhằn tài thôi. Đây lên, đây đây nè. Kìa. Nhằn tài. Đó đó đó, hai ba con chỗ đó. Nè vọt nè. Còn đó. Bầy này nó biết bơi chứ. Ui dạ, dạ. Kiến này cắn bê quá. Ok các bạn, đây là cái hồ cá sinh sản ở Việt Nam ha, do farm của anh Long sinh sản ra, đang dưỡng cho lớn lên thì nó rất là đẹp ha các bạn. Mình thấy là nó cũng gọi như là y chang cái dòng cá nhập đem về thôi, bởi vì cơ bản là cái cá cha cá mẹ là cũng là đúng hàng rồi. Nhập xịn đúng không anh? Đúng rồi, cũng nhập về bên đó. Mình cũng mua loại mắc tiền đó, loại xương tròn ở bên dãy bên đây là cá, cứ mỗi 7 cá Việt Nam ra là mình giữ lại khoảng chừng 5 con để mình nuôi cho nó lên màu thử nó sao. Mình cũng kiểm tra chất lượng thì cứ dồn lại một bầy năm con vậy. Thì cái này là một ao riêng, cái bên kia là của một ao riêng. Thì mình coi cho cái ao nào chất lượng nó tốt á. Còn bên phía bên kia là mấy cái cá của Indo mình nhập về từ nhỏ, mình nuôi lớn lên để mình test mình bán. Rồi nó tới size khoảng 40 thì mình test mình mang về mình bán. Thì thật ra trên mọi người cứ hay gọi là phân biệt cá nhập với lại cá làm ở Việt Nam á, thì những dòng cao mình không nói, nhưng mà ví dụ như những dòng sinh sản được á, thì cá Việt Nam do là mình cũng tuyển chọn từ những cái con cá có cái gen xịn rồi từ bên nước ngoài về để mình làm đó, cho nên là cái chất lượng hàng nó rất là tốt. Rồi về đây nó hợp với cả cái nước ở đây, với khí hậu ở đây nữa, nó đẻ từ sinh sản ở đây mà, nên cái màu sắc nó cũng tốt. Sinh sản ở đây size 20 mấy này, còn bên đây là size khoảng chừng 35 này. Này lớn hơn. Cái này lớn mấy. Mà cái này là mình không có để đèn đấy nha. Dạ. Cái này mà về mà để đèn trong hồ để đèn á, khoảng chừng 2-3 tháng nó lên màu đỏ luôn đó. Cái lợi thế của cá sinh sản ở Việt Nam là nó hợp với cái thổ nhưỡng, cái nước các bạn. Cho nên là nó sẽ bung hết cái tố chất nó ra được. Này đánh đèn rồi, đầu nó lên màu lên vẫy rồi anh ha. Cái này mà để trong hồ kính đánh đèn nó lên nhanh. Từ nhỏ đến giờ nó chưa có để đèn mà. Bên đây nữa này. Ồ, mình nhìn đằng trước này mình tưởng là chỉ là giống như cái hồ cá thôi, nhưng mà cái hồ này rất là bự các bạn ha. Này là cái cạnh nhỏ kia thôi. Nó 6 mét. Rồi kia tới 6 mét rồi. Này to hơn bên kia luôn. Quá phê. Nhìn body đẹp, con nào đầu cũng muỗng ấy. Cái đầu nó vảnh lên ấy. Đầu muỗng. Còn bên kia là cá Indo nhập về từ nhỏ đó, mình nuôi. Đây các bạn, qua đây các bạn sẽ thấy là chất lượng là ngang nhau. Cái này thì nó lớn hơn. Dạ. Mấy con này nó hơn 1 năm tuổi rồi. Này là anh nhập cá nhỏ về trong đầu mình dưỡng lên ha. Ừ, mình nhập về lúc mình size 20 á. Dạ. Rồi mình nuôi lớn lên. À, các bạn chất lượng cũng ngang ngửa, y chang. Này mình dưỡng là Tết mình bán. Ừ. Dạ. Tại vì Tết người ta thích mua cá lớn về để người ta trưng á. Dạ. Cũng hay ha. Cá rồng thì nó ở cái tầm phong thủy rồi các bạn. Nó
mang lại cái sinh khí ha. Người Hoa người ta nuôi nhiều lắm. Dạ. Từ người ta nghĩ là nó kiểu như nó mang lại may mắn. Dạ. Còn lúc mà kiểu như nó có bị nhảy ra ngoài hay nó chết gì thì người ta lại nghĩ là nó gánh nạn cho người ta. Dạ. Thay người ta gánh nạn đấy, nên người ta nuôi nhiều lắm. Dạ. Cái phong trào ở Việt Nam thì mới đây thôi, chứ còn người Hoa thì người ta nuôi từ lâu đời lắm. Dạ. Thấy không các bạn, chất lượng y chang à, không có khác gì hết trơn. Đây bên đây nữa. Mình chia ra làm hai bên, một bên kia là nuôi cá của Việt Nam, còn dạ, bên đây là cá của Indo mình nhập về. Cá rồng này mạnh nhất là Indo ha, vẫn là Indo. Huyết long thì là Indo. Huyết long là của Indo. Còn kim long quá bối là của Mã Lai với Singapore. Dạ. Của Sinh thì nó ít chạy hơn. Dạ. Nhưng mà cái cá của Sinh cái chất lượng của nó cao hơn, tại vì hồi xưa nó cũng là nó mua lại của Mã Lai thôi. Nhưng mà nó tuyển chọn những cái con đẹp nhất nó về để nó làm giống. Thì nên những cái cá rồng mà của kim long quá bối của Sinh ấy, thì nó dạ, cao giá hơn. Dạ. Cái màu sắc của nó chất lượng hơn là của Mã Lai. Dạ. Nó không có dùng thuốc. Dạ. Nó đặc biệt là nó không có dùng thuốc để kích thích màu. Chứ cái thị trường của Sinh chắc nó cũng kỹ tính hơn. Đúng giá rồi, trị nó cao hơn. Đúng rồi, giá trị dạ, nó cao hơn. Sinh mà đời sống nó cao hơn. Ở bên Sinh hồi xưa cũng nhiều trại lắm, dạ, cả trăm trại đó. Dạ. Nhưng mà lúc sau này cái chính phủ người ta lấy lại đất đó, dạ, để người ta làm quân đội đó, dạ, thì nó từ từ dẹp ít trại đi. Bây giờ bên Sinh chắc chỉ còn chừng 4-5 trại cá rồng thôi. Dạ. Bữa em thấy anh ở đó cái bài còn cái trại gì á, giờ đóng cửa mà cũng có người làm giấy. À, trại Rắc Phù á, là dạ, cái trại đó hồi xưa anh làm đại lý. À. Nó làm từ năm 2007, 2006 tới dạ, năm 2013, 2014 là đóng cửa rồi. Dạ. Thì bây giờ anh vẫn chơi với chủ trại đó, dạ, Stanley á. Dạ. Mà bây giờ thấy ở Việt Nam vẫn đang bán cái tờ giấy của cái trại đó. Bây giờ giấy thì người ta in tùm lum rồi. Dạ. Nhưng mà những cái kiểu như là nó những cái trại đóng cửa, nó lựa những cái trại đóng cửa, yeah, những trại người ta đang mở cửa nó không dám in. Yeah. Tại vì nếu mà người ta gửi email qua với trại, nhiều người ta muốn kiếm cái nguồn gốc của nó yeah, là người ta check, người ta gửi email qua trại thì trại nó trả lời được này. Yeah. Hàng pha ke. Ừ. Anh thì thường thường anh bán của những cái trại mà nó có địa chỉ email, có trang web này kia. Yeah. Để người ta, khách người ta kiểm tra được, giống như huyết long thì anh bán của New One Red, yeah, hoặc là của Enfindo, thì cái trại đó nó có trang web, em bấm lên em check microchip, số microchip yeah, được. Trên tờ giấy certificate đó, nó có số chip, yeah, thì em vào trong trang web của trại em bấm cái số đó lên, thì nó sẽ hiện lên là ngày tháng mà nó xuất đi và cái đại lý nào mà nó bán cho. Yeah. Ừ, em bán của mấy cái trại đó, còn mấy cái trại mà nó không có thì anh không có bán. Yeah. Y như là đồ hiệu luôn các bạn, hàng xa xỉ á, có lên trang web là check một cái là ra nguồn gốc có đúng hay không ha. Những cái trại nào mà nó kiểu như nó cá nó đẹp mà nó không có những cái check được như vậy á, yeah, thì anh tự mua xong anh tự làm cái certificate của anh, yeah, để anh tự chịu trách nhiệm với khách hàng, yeah, thì kiểm tra trên trang web của anh là có số chip có này kia, yeah, đảm bảo là đúng chủng loại. Yeah. Nói chung là mình cũng cứ đưa cái đem mình ra là mình đúng rồi, uy tín. Tại vì mình là người chịu trách nhiệm chính, yeah, ở đây mà. Đúng rồi. Nghe bây giờ ồn không? Tiếng nhà dưới theo. À, ở đây là anh Long còn có nhà yến nữa các bạn ha. Đó. Cái này là mình mở máy cho nó kêu, tiếng kêu của gọi đàn về đúng không? Về. Đó. Cái chài này anh làm trước, mấy cây nó lớn. Dạ. Thì nãy anh Long anh có kể là cái chài này anh làm trước cái chài nãy nữa các bạn. Nhưng mà lúc đầu thì nó ngập. Với lại rồi anh Long anh tính là không có làm nữa, anh chuyển qua bên kia làm. À, thì qua bên kia làm á, là nuôi con huyết long thì nó lại không phù hợp. Dạ. Yeah. Xong rồi anh tính anh đem, coi như anh chán quá anh tính đem qua đây anh thả đại luôn á. Ai ngờ nó lại hợp cái thổ nhưỡng bên này, hợp với cái nước bên này. Nó lại sinh sản tốt. Bây giờ bên đây nó lại sinh sản tốt. Yeah. Cái duyên á các bạn, đó là cái duyên. Này làm trước cho nên là xây tường xây gạch rồi nó cứng cáp hơn. Đâu hồi xưa là nó không có cái tường này đâu. Dạ. Nước ngập quá phải xây lên á. À. Mà nó cũng ác lắm, mới đầu á thì cái này nó ở dưới đây này. Dạ. Thì không ngập. Tới dạ, một năm sau cái nó ngập mình xây tới đây.
Xây tới đây cái một năm sau nó ngập qua khỏi đây nữa. Xây tới đây. Cái này xây lên hai lần rồi. Đê chống lũ cứ lên từ từ, nước lên tường lên. Kéo luôn về phía bên đây. Mình nuôi cá rộng này mình có ngại về vấn đề thời tiết hay là thiên địch gì không anh? Cá con thì sợ nhiều khi chim này kia nó gắp cá này kia. Dạ. Chứ còn cá lớn thì không sợ. Dạ. Tại cá con thì mình bỏ hết vào trong phòng rồi. Dạ. Ồ, cá con đây chắc có mấy con bói cá rồi ha. Ừ, bói cá nó ăn cá con á. Nhưng mà bói cá mà lao ở đây thì cá rồng nó ăn luôn rồi. À, dứt mấy con lớn dứt luôn rồi. Ao này với ao nào? Nó chín bao nhiêu ngày? Khoảng mấy ngày. Ồ, các bạn đang chờ mọi người chuẩn bị. Mình thấy cái gốc cây bàng kia nó sụ cái cục. À, cái mối á. Ổ mối. Nó từ hồi mới làm nó đã có rồi. Ồ, cái ổ mối. Càng ngày nó càng bự lên. Cưa. Cái chỗ gốc cây mai mốt dọn mấy cái bạt mấy cái ống bỏ đi. Nguyên để cái ổ mối, cái ổ mối đó nha. Dọn mấy cái kia đi, để dơ. Này lâu đời dữ lắm rồi, càng ngày càng to. Rồi đó nó từ năm 2013 đến giờ. Dạ. Xây được hơn một năm thì tự nhiên nó có, lúc đầu nó chỉ có nhỏ nhỏ bên đây thôi. Dạ. Bây giờ nó lan qua bên kia. Ổ mối, nãy mình tưởng nó gốc cây mà nó xù ra vậy chứ, nhưng mà ổ mối vậy cũng dữ rồi. Bên đây thì xây dựng trước cho nên là cây cối nhiều hơn, mát hơn bên kia. Rồi tôi anh nuôi nhím ở trong đây này. À. Nhím sinh sản đó. Nhím sinh sản mười mấy cặp đó, nó đẻ quá trời luôn. Sao cho ăn không nổi cái mang bán hết. Ở bên kia ô nuôi gì anh? Ở đó nuôi dúi. À, con dúi luôn. Ừ, bây giờ dẹp rồi. Đủ môn hết. Nhím dúi. Ở đó anh còn nuôi công chim chỉ nữa. Dạ. Nhưng mà từ lúc gặp cá rồng rồi như là... Ừ. Chúng tiếng sét ái tình luôn, dính luôn. Thật ra nuôi cá rồng này nó nhàn hơn là nuôi mấy cái loại khác. Dạ. Nếu em nuôi cá cha, đến lúc mà gần sắp xuất bán được á, anh nghe bà anh nói một ngày á, nó cho ăn cả mấy chục triệu tiền cám. Rồi. À, còn ở đây một tháng có mấy chục triệu. Dạ. Chi phí một tháng mấy chục triệu các bạn, riêng cái tiền dế không hồi nãy dế là không? Chừng 60-70 triệu tiền 60-70 triệu tiền dế đó. Nghe ghê không, không phải dễ ăn đâu nha các bạn, dế không là 60-70 triệu, 2 tấn ha, nãy nói hai không chừng tấn á. tấn dế chắc cũng phải mấy trại mới gom đủ giao cho anh chứ không có một trại anh mua ở dưới Tây Ninh á. À, sản lượng trại đó cũng mạnh à, tấn dế. Mà anh em mình không chuyên nuôi, nó không có đạt sản lượng. Ừ. Thì đó anh cũng nuôi chứ, nuôi xong rồi cái lúc thấy mua còn rẻ hơn. Hồi đó em cũng nuôi thử thấy vậy chứ, công mà dọn ra, dọn vô rồi đừng có để là cho nó phải có người chuyên để nuôi cái đó. Đúng rồi. Chứ còn kêu mấy công nhân này nó nuôi thì nó không chuyên. Nuôi xong cái không ra được bao nhiêu cả. Tháng chắc vẫn phải đi mua thêm ở ngoài nhiều lắm. Nên đúng thôi rồi. Lúc sau anh bỏ luôn, không nuôi nữa. Giống như em nuôi igu á, tính trồng rau muống cho tụi nó ăn tiết kiệm, mà mình thấy trồng xong tới lúc đi gặt á, đi thu hoạch còn cực hơn nữa, mà lại không được bao nhiêu. Đúng rồi, mỗi người nó có một cái nghề riêng. Ủa, con này nó ăn dán dubia được không ta? Ăn được anh. Được. Ăn tốt chứ. Được. Nhưng mà cái giá nó mắc. Giá mắc quá. Hoàng nó nuôi dán dubia nhiều lắm, Mr. Bet á, nuôi nhiều. Giá nó thì nó mắc, anh thấy nó bán tới mấy trăm ngàn một ký không? Dạ. Còn dế thì mình mua có 65 ngàn ký à. Dạ. Mà con dán dubia nó dễ nuôi hơn con dế nhiều á, đỡ công. Con dế thì nó yếu hơn. Hồi đó mấy cái hồ mà xi măng hồi nãy mà em thấy đẩy cá nhỏ đằng sau á. Dạ. Là hồi đó anh nuôi dế ở đó chứ. À. Ừ. Xong cái không được cái anh dẹp anh mới thả cá con đó, mà bây giờ chính ra nó lại hay. Chỉ mục đích sử dụng mà nó lại hay. Ừ. Lợi nhuận nó hơn nhiều. Yeah. Bây giờ mình nhập cá của nước ngoài về mình nuôi, rồi cá con của mình cũng nuôi trong đó. Yeah. Một tháng nó kiếm hơn cái tiền nuôi dế nhiều.
mình đang làm cái gì mình tập trung vào cái đó. Dạ. Thì nó hơn là mình dàn trải ra nhiều cái. Tham công tiếc việc quá cũng không được. Tham quá không được. Nhiều khi đến lúc làm mấy kia lại quên mất cái mục đích chính của mình đang làm gì. Giống như em nuôi cô cũng vậy đó. Tham quá làm không hết, làm không tốt được cái mình. Nào cũng thích nhúng tay vô là không được. Cứ mỗi lần làm cái gì mới là lại phải nghiên cứu thì mình lại quên mất cái việc chính của mình đang làm đi. Dạ. Nên thôi cái gì mà mình đang làm mình cứ làm. Còn cái gì mà cần thiết ở ngoài thì mình mua. Kể vậy cái hệ sinh thái của mình nó cũng nói chung ai cũng có kiếm sống được hết. Đúng rồi. Cái lỗ đó làm gì anh? À, khoan nước cái khoan nước ra ngoài kênh á. Cái lúc nào mà mình cần mà mình xả cạn nước luôn mình rút cái ống lên. Dạ dạ. Nó xả cạn luôn. Còn ở đây bây giờ mình cứ hàng ngày bước nước nó vào, mình bơm nước vào theo cái ống này này. Dạ. Thì nước nó tràn ra ngoài theo cái, cái đó là giống như nó thoát tràn à. Ừ. Tới cái mực nước tới đó nó ngừng. Đúng rồi. Nó múc nước sẵn đó, để lát nó thả cá. Dạ. Không, ở đây rất là yên tĩnh, rất là thoải mái luôn á. Chỉ có mà trước là mở cái máy phát chim yến để gọi đàn về thôi. Còn không là rất là yên luôn. Rồi mình sẽ thu hoạch huyết long nha các bạn. Coi chừng ong á. Nãy ngồi bên kia ong chích mà không, ong này nó cũng có độc, sưng lên cái vợ xẹp rồi. Ong ruồi. Ong ruồi. Nãy mới vừa đưa cô chỏ lên dứt cái bạc kia đây luôn. Hồi đó lúc mà mới làm trại này 12 giờ mấy 1 giờ nó báo nước ngập chạy như đây nó ngập mênh mông hết. Trời. Cá chạy ra ngoài thì luôn lội nước mà tới sáng bắt lại được cả, mà cũng chết cũng nhiều, thoát cũng nhiều. Lúc đầu mình mới làm ấy, cũng đâu có kinh nghiệm nhiều đâu, mình cũng đâu biết là nước ở đấy nó ngập. Làm năm đầu đâu có bị, năm thứ hai thì nó bị. Mà lúc đó bắt lên xong còn không có hồ để chứa đó. Tại vì đâu có biết trước là nó bị như vậy đâu. Lúc sau mới xây mấy cái hồ kia. Rồi lúc sau xây cái này lên. Cũng phải trải qua mấy cái đó mới giờ kinh nghiệm này mình. Anh bị phá sản mấy lần á. Yeah. Ở riêng ở đây không là 2 lần á. Em có nghe anh tâm sự. Không mà có những cái tai nạn nhiều khi nó bất ngờ luôn. Nhưng nên nhiều khi mà làm cái này này và bảo là học kinh nghiệm cũng khó lắm. Chỉ đến lúc mà chính mình làm á thì mình mới biết được đấy, chứ còn học thì chỉ học được cái ở cá nó đẻ như thế nào hoặc là mình bắt cá con lên làm sao thôi. Chứ còn khí hậu thời tiết thiên tai này cái đó mỗi lúc nó mỗi khác. Mỗi người mỗi hoàn cảnh. Nhiều người nói em chỉ làm không phải mình ích kỷ, mà mình nói này nó đâu có giống pha ly cà phê đâu mà chỉ em bỏ mấy muỗng đường, mấy muỗng cà phê. Với lại chỉ một ngày sao mà chỉ. Dạ đúng rồi. Mình phải làm, phải trải nghiệm ra, mình nói phải hiểu. Đi đi. Đi đi con. Bắt đầu gom lại cái bờ này là thấy xuất hiện đó. Anh nhìn nó bự hơn mấy con cá kia. Bự hơn bên kia hả? Mà đẹp. Đó. Nè, kéo đi. Đừng có kéo như vậy.
kéo qua đây, từ từ thôi, đi từ từ thôi, đừng kéo hết qua một hồi nó chun lại. Đây này, buông ra, rồi đi tiếp đi. Tự như là các anh ở dưới là vừa phải kéo và vừa phải né cái chân, không có đạp lên cái lưới ha. Rồi phải lòn làm sao cho đừng có khe hở cá nó chui ra ngoài. Đó, đó bên này bự quá, đẹp quá. Ok. Kéo bên này luôn anh. Lấy cây chống đi. Từ từ. Này rất là bự luôn. Bự không con, bự không? Rồi cưa. Lấy vào đi. Cưa sau lưng kìa. Rồi. Con đỏ. Trong này đây. Chống ở giữa. Con đỏ bên kia dĩa. Đó. Đây nè. Ở giữa nè. Rồi. Kéo ra sau, kéo lùi ra sau. Rồi. Rồi được rồi. Bự không hả cưa? Con này nhỏ. Con này qua kia rồi, bự đỏ. Từ từ nhìn kỹ đi. Từ. Bên này cá nó bự hơn, nó mạnh hơn cái hồi nãy nữa ha các bạn ha. Huyết long nó khỏe lắm. Vâng. Dù thế á. Coi chừng nó nhảy ra đó. Coi bên kia nãy ba đó. Sợ nhiều khi chạy qua đây rồi á, cứ bắt từ từ đây đi. Này thương bắt từ từ ở đây, ta qua bên kia ta nhìn cho. À các bạn coi, chuẩn bị xuống tấn nè. Ôi mạnh quá. Nó vừa mạnh mà vừa lanh nha bạn, khôn. Đó. Không có dễ ăn với tụi nó. Ôm nó lại thương, ôm lại. Quá khỏe. Đó, xuống tấn rồi thấy không? Có hả? Thu hoạch ao huyết long chạy rô bin. À,
anh rờ rờ ngay cái miệng anh, cái miệng cá cái bự bự là anh biết có. Áo huyết này của trại Robin nhập khẩu từ Indonesia. Không phải à? Ui, đó có kìa. Hả? À, cái gì? Con hơi nhỏ. Hả? Trứng. Không phải à? Không phải con đó à? Hả? Thả xuống, thả đuôi xuống. Ảnh mới kiểm tra nhưng mà có vẻ là còn nhỏ quá. Cho nên là để dành 15 ngày. Nó chưa nở. Trứng chưa nở. Để dành. Luôn cá ra thôi. Kéo thấp xuống chút. Nghe anh Nguyên ơi. Ừ, Nguyên chạy lên đưa cho anh like anh Nguyên. Anh like. Coi đợi chưa? Ờ, anh like ở trên cửa hàng á. Lấy bịch. Anh like ở trên cửa hàng á anh Nguyên. Hoặc là vợ tôi cũng được. Chén. Ờ, gặp Phương á. Ừ. Chén. Ừ, ok. Không có chén. Có cái ly. Hạt vô chén, chạm luôn. Ủa con này không nhìn thấy hả cưa? Không. Đây này, đây có con đỏ vét này. Nhả nhiều không? 59. Thứ hết rồi, trắng hết rồi. Cứ cho đi. Tướng bữa giờ hôm qua nhìn à? Có chứ. Lấy sớm quá ra là nó hư. Này nó có tượng hình gà con nha. Trứng này giờ đem đi. Này trứng nè, em nhìn nè. Nếu mà mình lấy sớm quá đó, nó trắng trắng nè, mùa hồi nó là có thể nó sẽ trắng hết cái trứng xong nó hư luôn. Dạ. Nếu mà mình lấy sớm quá mà nó chưa có nở con đó, nó trắng như vậy này. Nên mình phải kiểm tra. Dạ. Đấy. Thôi cứ đem vô trước thì trắng tính sau. Ừ. Từ từ tôi coi chừng nó nhả ra. Màu sáng quá. Quá khỏe rồi. Ôi giời. Thank you.
chưa có luôn. Có nè. Coi coi có đúng con đó không cửa. Ơi. Con nó nhỏ đấy. Mấy này anh khỏe đâm ra anh nhồi lắm. Nó vừa khỏe, da nó trơn mà nó lại ơi. Rồi, vụt. Đây nè. Phải kiếm con kia đi, nhảy 2-3 cái vậy có chừng nó nhả ra nữa hả, kéo lên đi, nhả chưa đây nè, bơi tùm lum đây nè. Đây nè. Kéo lên đi coi chừng nó ngụp ở dưới nó chết á. Đây nè. Nhả hết ra ngoài. Con khác nó ăn luôn. Đây. Ác thiệt, bơi đầy ở ngoài đây nè. Đây nè. Còn vọt không? Nè coi chừng cá nó ăn này. Đây, vọt tới. Đâu ta? Đó, bé. Đây. Hả? Một cái ghế á. Nè. Lại ăn đi. Nó coi chừng con khác nó ăn. Kìa, nó chịu kìa. Phải nhanh tay. Lại lên đây nè. Còn vợ không? Đây đây. Mọi người đang rất là kìa nhanh tay, rất đó, là đó, đó. Cá 2-3 con chỗ đó. Thì con cá cha nó sẽ nhả các con ra ha, gần tới ngày thu hoạch nó sẽ nhả ra. Nhưng mà nếu mình làm động quá đó thì nó nhả ra trước khi mà mình chủ động cho nó nhả. Mình chủ động chút ra. Thì con cá con nó sẽ sống trong cái khu vực này, thứ nhất là bắt lại nó sẽ sót. Rồi. Thế thứ hai nữa là bị những con cá lớn nó ăn luôn. Lại lên. Nó sẽ coi như là hao hụt các bạn ha. Thì mọi người đang rất là khẩn trương. Kìa trong vợt con kìa. Kìa lắm. Hay chút cái vợt xuống chứ. Rồi vợt lên. Con
Đâu? Anh vợ anh đi, vợ lưới lên, Như nào? Nó vô trong lưới rồi đó. Bên này nè, bên này nè anh. Nè 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 nè, ngay lưới cái. Đó đó. Đúng rồi. Đó, bắt được, đó đó. Nè nè nè. Coi chừng con kia nhả luôn đấy. Đây này, đằng sau nữa kìa. Đằng sau nữa kìa. Đây đây đây. Đằng sau được đó 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 đó. Đó, đồng kêu đó. Đó. Ừ. Đúng rồi. Hả? Thiệt tình. Đó, dưới dưới sụp xuống, sụp xuống, sụp xuống. Đừng xích lên kéo cái nó lưới lên. Bắt nó nhảy nhảy hai ba cái nó nhả ra luôn. Còn con kia ngậm mới nữa. Mình cũng đang căng mắt ra giờ mấy các bạn. Đừng có bắt lên như vậy. Lấy cái chén múc á, cầm tay lên nó đang còn trứng mà. Đây. Không phải con đó, cá lồng tông. Cá lồng tông. Kìa kìa, nó chị kìa. Kìa. Lấy cái chén múc lên chứ đừng có cầm cái tay lên. Nó còn trứng mà. Nè nè Phật nè. Ít nước rồi, lấy ít nước rồi, đừng ăn nhiều nước, nước nó dơ. Bơm chứ. Nè. Mày biết bơm không? Cứ từ từ coi nó có nổi lên không, coi chừng sợ trứng của con kia nữa, con mới ngậm nữa sợ ở nhà luôn á. Đây này, con cá to này phải không? Đó, mới nổi lưng nữa. Con cá bố đó. Không phải. Không phải, con kia to lắm. Nè vợ nè. Vợ nè, vợ nè. Canh chính xác vào ôm nó chặt vào. Được thêm một con nữa. Hai con. Còn đó. Còn không? Còn á. Từ từ. Má, cá bố đỏ hết. Huyết long chạy rô bin này, thu hoạch. Nãy ôm không kịp nó nhả ra quá trời. Đỏ hết luôn. Đỏ lét rồi. Rồi thả đi. Lần đầu tiên mà bị nó vậy. Nó nãy nó nhảy quá, nó nhả ra luôn. Khỏe quá.
mà nó ngậm nhiều trong miệng nó quá đó. Dạ. Còn không? Nhìn thử còn không? Biết bơi rồi. Đây đây. Mưa rồi, rồi. Lấy cái bịch kia đưa cho anh. Lấy cái bịch kia ra. Bầy này nó biết bơi chứ nhỉ. Ui dạ 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 dạ. Đồ ông chết nữa. Rồi. Rồi rồi. Bị nữa hả? Số hôm nay có nhiều như ông chết. Ông chết không vậy? Kiến. Trời ơi kiến này cắn bê quá. Trời ơi kiến đen này ghê quá. Để nhìn nhìn thử nha, còn con nào đúng không? Dạ. Lần đầu tiên mà bị nó nhảy ra vậy. Chứ mấy con này nó giữ con trong miệng kỹ lắm. Dạ. Ít khi nào nó nhả. Hên xong nó trời, tiếng đen này bự quá các bạn. Mới dứt mình ngay chừng nhứt tưng tưng luôn. Hai con mà à, mấy con cá nó khỏe quá, nãy nó nhảy cho nên là nó nhả con. Ê. Ra ngoài luôn. Giờ mọi người đang căng mắt coi có sót cá con bên ngoài không, rồi vớt ra. Có con chưa? Từ từ. Ủa, cái gì vậy? Đó, có mấy con à? Còn sót là mấy con. Thả đi. Ơi. Bằng con kia không? Sao mấy con này? Con này không phải là con nhìn thấy hả? Không, mày nhìn thấy hai con mà đúng không? Là chưa bắt được cái con nhỏ. Cái này có bự không ha? Cái con kia nó cũng bằng con kia luôn mà. Bằng con nhỏ luôn á. Làm sao? Là con của nó hả? Cũng một ngày. Ủa sao kêu có một con sau? Có một con ngày 18, 19 gì? Con này 39 này. À, bữa giết nói nè. Một con là trước, một con là đó, trời. Mới có mười mấy ngày á. Quá trời luôn. Nên phải đợi á. À cưa, nhớ không? Ngoài góc này mới thấy. Hôm bữa tính bắt hôm bữa mùng 4 á, xong rồi kêu là nó có một con ngày 18, 19 gì á, nên đợi tới ngày hôm nay bắt luôn á. Là cho nó được 20 ngày á. Không nhớ à? Có ghi trên bảng mà. Chưa? Các bạn, cá này còn nhỏ. Đúng không chứ? Có một con là ngày 18, 19 gì đó, đúng không? Để ý coi thử coi con nào. Cá này sao bột nữa chứ. Các bạn thấy là cái đường dân máu nó ôm ôm cái nạn, các bạn thấy không? Thì đây là cái đường truyền mà nó truyền dinh dưỡng vô con cá đó. Nó sẽ rút vô nó ăn từ từ, cái này mình sẽ bơm oxy vô ha. Sụp oxy vô đúng không? Một con là 27 tháng 7, một con là 18 tháng 8 á. Mọi người đang rất là khẩn trương ha, tại vì nếu mà nó tự nhảy ra ngoài là mình bắt cho bị sót rất là uổng. Sót ra ngoài thì có thể nó chết hoặc là bị con cá lớn ăn thì rất là uổng ha.
mình cũng bị gọi là tập trung theo cái nhịp của mọi người luôn các bạn. Cái gì? Con gì? Con đó có con đó hả? Phải không? Nó nhỏ nhỏ đỏ đỏ hả? Nay vợt có kìa. Thôi mình nước, mình chú nó kỹ nữa. Cứ từ từ ấy, cứ thử mà từ từ. Có. Từ 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 từ. Đỏ hết. Phải con đó không cơ? Đỏ hết. Tốt ghê luôn. Rồi, ok. Thả đi. Nó còn trứng, nó còn cái nãng á các bạn, cho nên là khi thu hoạch là dùng cái chén múc vô nó sẽ an toàn hơn là bắt tay ha. Mình bắt tay nó hở cái trứng nó khỏi mặt nước á, yeah. Khi nó hư cái trứng. Dạ. Yeah. Ngửa lên thì cái con nó lớn chưa? Lớn. À, cũng lớn rồi. Vậy con này không phải rồi. Cái kia 18 tháng 8 rồi, tới bây giờ mới có 20 ngày à. 20 ngày đâu có lớn chứ vậy. Vậy chắc là nó ngậm từ trước nữa. Ôi, thu hoạch sướng quá các bạn. Còn hết. Bốn con. Nhưng mà con này cũng lớn rồi. Sắp tiêu hết. Được. Cái nãy rồi. Hả? Bắt thấy chưa có nữa. Cái này chắc... Hả? Cái này có cần thiết mình dở lên. Chắc dở lên coi cái con hồi nãy nó có nhả trứng ra không? Cái con này nó bự lắm. Đây, dở từ bên đây đi. Ê, còn ở đây con đấy. Con kia. Dở từ bên đây, tại vì cái con hồi nãy mà nó nhả ra có mấy trứng đó. Còn sót con các bạn, phát hiện kịp. Rồi bây giờ đây sẽ lên, kéo hết lưới đây. Lên để coi có sót bé nào không, với lại tìm cái bé mà sợ như cái trứng nó nhả ra nãy giờ đó, nó dạ. Sợ nó hư. Đâu, kéo từ đây thôi, từ giữa thôi. À, đừng kéo bên đó, kéo bên đây nè. Kéo từ... Mày kéo qua bên nào? Qua bên đó. Qua bên đây, phải thả cá kia ra, lùa cá kia qua bên đây. Trơn quá.
lùa cá chứ. Lùa cá qua bên kia đi. Từ từ từ. Lùa cá cho nó ra ngoài đi. Ui kiến. Từ từ. Đây con nè. Hả? Nè nè nè, chén rồi. Lấy cái chén đi Dũng. Nè. Cứ một con là 5 triệu phải kiếm cho kỹ. Đây đây. Đó, thôi ông bạn. Coi coi trong kia đẩy đẩy mấy con kia ra ngoài chứ. Kiếm không kỹ là ổn lắm, con năm cũ. Đây là... rồi. Lùa từ bên kia qua bên này. Vậy bỏ cái này xuống đi. Lên lên trước đi. Thương Thương đi qua bên kia, đứng đứng ở đầu bên kia lùa mấy con cá ra trước đi. Cưa chén rồi cưa đứng ngay đó đi cưa, để cho Thương nó lùa hết cá qua bên đây đây. Lấy cái vợt ra, lấy cái vợt lùa cá qua, lùa cá lớn qua. Từ từ để cho nó qua hết cá lớn qua bên đây. Rồi mày đi qua bên đó luôn đi thôi. Rồi ok. Thôi lực nhiệt lắm đó nên tại chỗ đó. Giờ giỡn nhiệt lên luôn. Chúng tôi có con vô. Rồi kéo đi. Thương. Ê Thương. Rồi giỡn đi cơ. Thương xích ra Thương. Giỡn ngay khúc này đây này. Ừ. Đừng có nắm vào đó cơ, nó ra đằng sau kìa. Từ từ đứng nắm ra. Đẩy 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 mấy cái kia ra đi đó. Kéo cái lưới lên. Con. Rồi thôi bỏ xuống bắt tiếp đi. Rồi sau khi rà soát coi có sót không, bây giờ tiếp tục tìm. Đừng có để chỗ nắng không. Mang vào bỏ trong chỗ cái hồ kia kìa. Hãy subscribe.
Nghe cái này. Để tôi gọi nó. À, đưa cho anh Lai cũng được, đưa cho anh Lai cũng được. Nói anh Lai anh ghi lại cho là nhận bao nhiêu đó. Ừ, ở trên lầu 2 á. Ừ, để gọi anh cho. Thấy chưa? Rồi, để tôi gọi cho. Vẫn chưa tìm được con cá muốn tìm hết ta. Ừ, anh có ở cửa hàng không anh Lai? Ừ, Nguyên nó đưa anh 100 triệu hay bao nhiêu đó, anh nhận cho anh ghi rồi em phải chữ thì đã nhận của nó bao nhiêu đó. Nó Nguyên mập á, Nguyên hôm bữa đó nó lên nó mượn cái chìa khóa nhà đó, nó mua căn hộ của em rồi. Ừ, thì ghi là em đã nhận của nó bao nhiêu đó thì đặt cọc căn hộ ở trên Vũng Tàu á. Nghe cái này. Ừ cũng được. Ok. Nấu. Rồi ok, cái hóa đơn tôi lấy về rồi ấy. Để coi ngày mai hay ngày mốt này đi được. Ngày nào mới đi được. Thứ năm hả? Rồi ok, phải để thứ năm. Tại vì tôi tính thứ sáu rồi, tôi đi thứ năm hoặc thứ sáu tôi đi Đà Lạt. Nếu mà đi trước thì tốt, còn không có thì thôi thứ năm đi cũng được, thì thứ sáu tôi đi Đà Lạt. Ok. Rồi ok, phải hẹn thứ năm ha. Ok. Tám con một hồ, còn nữa này hồ chắc bốn mấy con, 50 con, 48 con. Mạnh mở lanh còn bự quá đó. Từ từ nha, coi chừng mới đó. Rồi. Từ từ thôi.
mở mở nhẹ nhẹ thôi, từ từ cậy ra thôi. Trứng nó còn hơi nhỏ bạn, chưa tự tròn. Lấy cái bịch trứng hồi nãy á. Cậy nhẹ nhẹ thôi, cậy mạnh chi cho bung ra luôn. Trứng nó chưa có hình thành con. Ngày đem về dưỡng được. Này để vô cái bọc trứng này. Cái gì? Lại có trứng nữa à? Nhìn thấy ham quá các bạn. Con nào có trứng thì có lớn thì thu hoạch. Cái gì? Lại con khác nhà nữa à? Còn trứng nữa. Lấy con hồi nãy hả? Lấy cái xuống dưới đó cho nó lấy cái chén nó bỏ vô. Đó còn. Trời. Còn luôn, còn trứng kìa. Thật sự là rất khỏe luôn các bạn, khỏe mà lành. Mọi người đang làm việc rất là tập trung cho nên mình cũng không tiện nói nhiều, không tiện lải nhải cho bạn coi hình ảnh nè.
35 là còn 13 con nữa. Đây nè. Ừ, con này màu đỏ lét không? Chết à? Sống không? Đây đây. Kén. Nhỏ nhỏ, bơm oxy rồi con. Bơm bơm cái con này ra.
Thả con kia ra trước đi. Đây còn con nữa này. Đây đây. Giờ còn thấy hai con rồi. Kéo lên thử có sót con nào dưới. Rồi, đi đi. Quấn lưới này đi. Ok. Cái ao này nó đục quá, nó không nhìn thấy. Hai con ngậm trứng. Nó nổi lên thở không anh? À. Đó. Nghĩa là anh Long giải thích mà khi mà nó ngậm trứng trong trong miệng nó nhiều quá thì nó sẽ khó có thể thở lấy được oxy, cho nên đêm liền nước để mà nó cách một hai ngày cho một lần. Không, tại em hôm qua là mình kéo đó, là em lại coi, tại sao hôm nay mình kéo đó. Nhưng mà nhìn thấy là cứ cách một hai ngày lên có soi một lần, chứ bây giờ hôm bữa nhìn thấy hai con, bữa nay thành năm con. Ao này có không? Ao này có không? Hả? Rong quá trời luôn. Bao nhiêu ngày rồi? Ok các bạn, tiếp theo thu hoạch cái hồ này ha. Hồ này hồ cuối cùng trong ngày hôm nay. Thì khi mà thu hoạch có một cái nỗi lo là bị ong chích ha các bạn. Nãy anh bị nó dứt cái. Dạ, yeah. Ông bự rồi, trên cây rồi. À. Trời. Trưng trưng trưng. Ừ, không quay được cảnh đó. Lưỡi đâm vô đầu luôn. Lưỡi đâu mất tiêu rồi, nãy đem lưỡi lên đâu mất tiêu. Không, cái lưới bự vuông á. Dựng đây nè đúng không? Dựng đây đúng không anh?
lưới này đúng không? Dạ. Đây đồ nghề tới. Có hả? Có hả? Có Long ơi. Mò mò nghe có cái là thấy đã rồi. Cũng mở từ từ thôi. Đó. Tôi rồi bắt đi. Xanh lè. Mấy con nó to vậy chắc 6 mấy phân á. Dạ. Ôi, bỏ ngựa. Cái nó, trời ơi, sao chưa chết. Bóp nó luôn rồi. Hả? Con này đâu cắn. Rồi. Bọ ngựa nhiều con đẹp lắm nha các bạn. Bọ ngựa phong lan nhiều thứ độc lắm. Bên HT Exotic Zone có hứa với mình là sắp tới nếu mà về bọ ngựa là sẽ alo mình. Rất là đẹp luôn. Ngựa trời. Thôi bay đi con. Không bay luôn. Đây. Được. Size này là nuôi là ngon nhất đúng không ạ? Ừ. Khỏe mạnh rồi, sắp cũng tiêu hết nản rồi. Ủa cái cây viết lúc nãy mày để đâu rồi thưa? Ôi ôi mấy con này bự quá. Ở trên 60 phân các bạn. Ôi con này màu đẹp quá ta.
Thu hoạch tụi này thấy vậy chứ cũng không bình tĩnh là quạo hả các bạn. Ôm ôm nó nhảy, ôm ôm nó nhảy. Con này bự rồi. À, cậu Út anh á, ba của mình Tân cũng mê quái nuôi cá đồng. Hồi đó nuôi con cũng bự. Như bữa cúp điện xong cái nó gãy. À. Cũng hay coi YouTube lắm, coi cổ và coi clip này chắc cũng quái. Quá trời cá rồng. Hello cổ. Hồi nãy hồ bên kia là kế hoạch là chỉ có 2 bạn thôi, thu hoạch được 2 bạn thôi, cuối cùng ra thành 5 bạn. Nhưng mà anh Long anh giải thích là nhiều con mà nó già tuổi rồi đó, nó thích nghi với cái việc mà nó ngậm trứng á. Có nghĩa là bình thường người ta sẽ nhận biết con nào nó có ngậm trứng hay không đó, là quan sát ban đêm vào cái giấc mà 1-2 giờ khuya đó các bạn. Thì là nó sẽ nổi lên mặt nước để mà nó thở. Thì con nào mà nó ngậm trứng á, là nó do nó ngậm trong trứng trong miệng nó nên nó khó khăn trong cái việc thở á, thì nó sẽ trồi lên mặt nước trong cái giấc mà khoảng 1-2 giờ khuya nó thở. Thì ở đây là các anh ở đây là sẽ giờ đó sẽ thức để quan sát và ghi nhớ, sau đó ghi lên bảng. À, thấy con nào nó nổi lên thì sẽ ghi lên bảng ngày đó thì mình sẽ canh cái ngày mà nó đủ cái tuổi á để mà thu hoạch á thì mình xuống mình bắt. Nhưng mà có những con nó già tuổi quá, nó thích nghi với cái việc mà nó thở khó vậy rồi nó không nổi lên mặt nước luôn, cái nước mình đục á không nổi lên luôn, cho nên đôi khi mình bị sót. Chính vì vậy mà nãy là kế hoạch là chỉ có 2 mà cuối cùng ra tới 5 bạn. Thì tuy nhiên cũng có mấy cái ổ là trong đó trứng nó còn non quá. Non quá thì thu hoạch ra thì thường thường là nó sẽ chết do cái đường gân máu nó chưa có bao phủ cái noãn. Giống như bên Igu là cái tia máu nó chưa có tuần hoàn á, đôi khi là mình thấy máu rất là nhiều nhưng mà nó lại không tuần hoàn, nó dồn vào phía nó đứt đoạn ha, cái mạch máu, cái đường máu nó không tuần hoàn thì cái phôi nó sẽ chết. Biết bao nhiêu là kinh nghiệm xương máu rồi mới vô đây được á. Và thật sự thì thu hoạch tụi nó cũng không phải dễ các bạn ha. Ví dụ chúng ta thấy con Igu nó khó khống chế, nó quồng, nó quẩy. Con cá ở dưới nước nó có vẻ khó hơn, tại nó trơn. Trơn và ở dưới nước thì mình chắc chắn là mình không có nhanh nhẹn bằng cá rồi. Dạ. À, dạ đó ông á. Mấy anh mà xuống đây khai thu hoạch đầu tiên là phải đập cho nó ông nó bay ra. Nãy mình vô mình cũng bị chích một mũi nhưng mà nó khá là lành ha, nó sưng lên cái xong rồi nó xẹp. Chứ nó không sưng luôn, ông này khá lành. Thank you.
xuệnh này thấy vất vả. Dạ, thấy cũng vất vả, căng thẳng à. Nếu như con iguana thì nó đẻ trứng ra, mình chỉ lấy mình mở ấp, ấp trong mở ra, ok. Con này nhiều khi thấy trước mặt đó, một hồi nó nhả ra, còn mệt đó. Dạ. Thu hoạch mà không đúng cách là coi như là bù chết luôn. Ừ. Canh không đúng ngày cũng mệt lắm. Dạ. Vậy chứ canh kỹ vậy chứ nhiều khi cũng vẫn sót. Dạ. Tại vì cái nước nó đục quá, nhiều con nó không nổi lên á. Dạ. Nó ngậm trong, nó nằm ở dưới luôn, mình đâu có biết được đâu. Này khỏe cái là cá nó dưỡng cá con, mình cũng đỡ canh. Ừ. Đúng ngày. Igu thì trứng nó hay bị hư anh, mình nắp ra nó dễ bị hư. Chết. Thì cũng giống như cá này nè, mà mình lấy ra sớm quá đó. Dạ, đúng rồi, lấy ra sớm quá cũng hư. Cá này nó khỏe. Yeah. Em nhìn cá ở dưới đây đâu có lọc, đâu có gì đâu, nước đục ngầu. Yeah. Sống khỏe mạnh đẻ bình thường. Mà nó thích như vậy rồi nuôi nó khỏe, về ta nuôi nó khỏe mạnh. Hồ này kế hoạch là hai con các bạn, nãy giờ mới tìm được một con thôi. Con nãy bắt chắc ngày 4 tháng 8 quá.
cá rồng mà bự như cá cha. Nó khỏe lắm á. Dạ. Nó lao vào ngực tức ngực luôn á. Thứ năm á, Nguyên đi á, mang theo giấy tờ với hộ khẩu luôn nha. Qua nhà tôi sớm đi, chừng 6 giờ đi Vũng Tàu nha. Con phi phụng bự chứ. Bao nhiêu con này? Hết chưa? Bốn bảy con nào là có 47 con. Con kia nhà à? Con sao được mấy ngày không thấy nó, tìm thấy con chết. Nhả okay. Hết con, còn con. Nhả hết con ha, nó nhả ra ngoài luôn ha. Nó nhả từ hồi nào á? Dạ. Chắc là con 4 tháng 8 đúng không? Con sau á, con 20 tháng 8 á. À con sau nó nhả trước. Ừ. Nó kiểu như chắc nó ngậm được mấy ngày á. Dạ. Nhiều khi trời mưa mà có sét sấm sét á nó cũng hay nhả đấy. Dạ. Mấy con mà nó mới ngậm lần đầu á nó hay nhả. À. Tuần sau lại bắt mớ nữa. Mấy con mà ngày 20 tháng 8 là tuần sau bắt được. Dạ, 20 tháng 8 31. 30 tháng 8 chứ, 30 tháng 8. 30 tháng 8. À vậy thì tới ngày 20 mới bắt được. Dạ. Tới ngày 20 nó được 20 ngày rồi bắt được. Khoảng 20 ngày là thu hoạch được không? Ừ. Ok. Các bạn thấy một ngày làm việc của chạy cá của anh Long là cũng cực ha. Bao nhiêu đây nhân lực, bao nhiêu đây con người. Căng thẳng. Rất là tập trung luôn. Lấy cá đây cơ. Lấy mấy vịt cá. Nước này nè, làm miếng cho đỡ. Dạ dạ, được anh. Em cảm ơn anh. Ông chết hả?
Nước em. Thôi chắc tạm ấy, đã 18 tháng 8 nó lẽ bắt được. Thì nó lại có một con nữa, nhưng mình không dám bắt. Để lại để canh đúng cái ngày mà nó được 20 ngày, cái con sau này được 20 ngày thì mình mới bắt. Dạ. Thì cũng lẽ bắt lên sau lại thì thêm 2 con nữa, 3 con nữa mới ngậm. Dạ. Còn mấy cái này nó có riêng ngày này. Thì mình canh cái ngày nào mà cái con sau á nó được chừng mười mấy 20 ngày thì mình mới bắt. Thì bây giờ có ao số 9 này là từ 20 tháng 8 này, hôm nay là 10 tháng 9. Dạ. Thì là được 21 ngày, 21 ngày. Thì là mình mới bắt được. Còn mấy cái ao kia nó có 30 tháng 8 có này. Dạ. Mùng 8 tháng 9 có này, 31 tháng 8 có này là mình không có bắt được. Dạ. Mình cứ lựa con cuối cùng mình bắt. Dạ. Cái con cuối cùng nó phải đủ 15 ngày trở lên. Đủ 15 ngày trở lên rồi mới bắt. Bắt luôn mấy con kia. Đúng rồi. Bắt sớm quá nhiều khi bắt lộn mấy con còn non quá nó hư trứng luôn. Có lực hết. Phải ghi chép đó các bạn. Quá hay luôn. Cái con nào mà nó nhìn thấy ngày nào mà nó có trứng, nó ngậm trứng là ngày đó phải đi lên bàn. Dạ. Như nãy anh xuống anh rờ cái miệng nó thấy cộm cộm lên là nó biết phòng có lên á. Dạ. Con nào phòng. Nó phòng cái miệng phòng lên là có. Là mình nhìn thấy từ đây rồi, xong cái lúc mà nó bắt thì nó rờ nữa. Dạ. Các bạn làm việc ở bên đây có 9 ao, bên kia có 15 ao. Dạ. Các bạn, đây là thành quả của ngày hôm nay ha. Đây là những con cá con bây giờ sẽ được đem về Sài Gòn. Này mình đem về mình bắt đầu mình nuôi dưỡng ở trên cửa hàng mình ha anh. Đó. Đây. Đóng vô bịch rồi trong này có sọc oxy hết rồi ha. Rồi lấy được chỗ ngồi luôn. Nó trồng lên được không? Để lên. Bỏ vô cái thùng xốp cho nó giữ nhiệt không có bị nóng quá các bạn. 1 2 3 4 5 6 7 7 bầy nhưng mà 7 trứng này chắc hư rồi. 6 bầy chứ, 6 bầy. Rồi. Đây các bạn, đây là những cái can nước để đem về để dưỡng bé nó. Này là ao số 2 này, ao số 9 ha. Cá thu hoạch ở ao nào thì sử dụng cái nước của cái ao đó cho nó không có bị gọi là sốc nước. Đó. Quá đã luôn, hôm nay được tham quan trại cá đồng của anh Long, được tham gia vô cái buổi thu hoạch cá, rồi được nghe anh Long chia sẻ về những cái kinh nghiệm cũng như những cái trải nghiệm của mình, rồi rất là nhiều cái điều thú vị luôn. Sắp tới mình sẽ xuống cửa hàng của anh Long để quay những cái clip mà anh Long sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chăm sóc cá rồng sao cho lên màu đẹp, rồi rất là nhiều thứ nữa, thì các bạn đón chờ clip đó của mình nha. Còn hôm nay em cảm ơn anh rất là nhiều cho em một cái trải nghiệm rất là hấp dẫn như vậy luôn. Cảm ơn để anh em lên kênh mình. Dạ dạ, chào tất cả các bạn. Rồi ok, thank you mọi người đã xem clip nha, bye bye.